Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Chiến binh cầu vồng của tác giả Andrea Hirata. Chiến binh cầu vồng kể câu chuyện về một đám trẻ ở ngôi trường có cái tên dài dài tại làng Belitung, Indonesia. Đó là một ngôi trường miễn phí dành cho các bạn, trẻ em nghèo có thể đến học. Và trường thực sự cũng rất nghèo. Ngoài một cái lớp học, mỗi khi mưa thì dột ra thì đến phóng viết bản cũng phải tiết kiệm. Trường có một thầy hiệu trưởng, một cô giáo dạy tất cả các môn. Cả thầy và trò vừa dạy, vừa học, vừa chiến đấu để ngôi trường được tồn tại. Chiến đấu với những lời gạ gẫm, bỏ học đi làm công. Chiến đấu để gạt bỏ định kiến của những người giàu về khả năng của những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình nghèo, điều kiện học tập hạn chế. Đáng nể nhất trong câu chuyện này chính là Linh Tan. Để được đi học thì mỗi ngày Linh Tan đã phải chinh phục cái chặng đường 80 cây số, trong đó có những đoạn có cá sấu nữa cơ, rất là nguy hiểm. Đối với Linh Tan, được đến trường, được đọc sách là một cái niềm hạnh phúc vô cùng to lớn, vì cái khả năng thẩm thấu kiến thức của Linh Tan rất là tốt, đặc biệt là toán học. Linh Tan là điểm tựa tinh thần cho tất cả những người bạn ở trong lớp. Bạn bè ngưỡng mộ Linh Tan vì cái tinh thần học tập của cậu, vì sự chân thành của cậu, vì tình yêu của cậu đối với ngôi trường. Nhưng đáng tiếc là gánh nặng gia đình đã buộc cậu phải bỏ học giữa chừng, trở thành một người lao động phổ thông nghèo khổ với những hiểu biết đặc biệt về toán học và vật lý học. Đến cuối cùng, họ đã giữ lại được ngôi trường nhưng không giữ được ước mơ của các bạn nhỏ. Tuy nhiên mình không nghĩ đó là một bi kịch, bởi vì trong chúng ta có mấy ai thực sự theo đuổi ước mơ ban đầu. Và ở mỗi một cái thời điểm, mình sẽ đưa ra những cái lựa chọn phù hợp với cái hoàn cảnh lúc đó. Bởi vậy cho nên mặc dù trang sách đã đóng lại, nhưng mà những cuộc đời thì vẫn đang tiếp diễn. Và mình tin rằng Linh Tan không dễ bị đánh bại. Rồi cuộc đời cậu sẽ tươi sáng hơn. Rồi cũng sẽ có ai đó trở thành điểm tựa tinh thần để cho Linh Tan tiếp tục vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh. Đối với mình, Chiến binh cầu vồng là một câu chuyện cảm động, có nhiều niềm vui và hy vọng. Câu chuyện này một lần nữa đã chứng minh một điều rằng chỉ khi mình lựa chọn cái công việc mà mình thực sự yêu thích, cũng như là cái công việc có thể phát huy được cái thế mạnh của mình, thì mình mới dễ dàng tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cái sự nghiệp mà mình theo đuổi. Chẳng hạn như các thầy cô của ngôi trường nghèo tại làng Belitung, chính cái khát khao mang kiến thức, mang cái hy vọng đổi đời đến cho những đứa trẻ bị chính phủ bỏ rơi đã khiến họ bám trụ ngôi trường, và đã khiến họ có được những cái cách thức đầy sáng tạo để truyền cảm hứng, khiến cho những đứa trẻ say mê đến trường, say mê với những tiết học. Hay như cậu bạn lớp trưởng, học thì không giỏi nhưng có tài quản giao và giỏi lôi kéo, đã thực sự trở thành một chính trị gia. Hoặc như nhân vật tôi của chúng ta đã thực sự trở thành một nhà văn với tác phẩm đầu tay cực kỳ thành công có tên gọi Chiến binh cầu vồng. Họ đã lựa chọn cái nghề nghiệp dựa vào cái thế mạnh được bộc lộ từ ngay chính những ngày thơ bé của mình. Mình thích Chiến binh cầu vồng còn là bởi vì Linh Tan khiến mình nhớ đến một người bạn rất thân thời đại học. Bạn của mình quê ở tiếp tận cái nước Cà Mau, mà cái thời đó ở Cà Mau, ở cái nước còn chưa có điện kia. Bạn mình á bị cộng rất là nặng bởi vì phải học bài dưới ánh đèn dầu, 4 giờ sáng đã phải dậy ăn vội một tô mì gói, xong rồi cắp cái xe đạp đi bộ qua một cái con mương, những cái bờ mương nó cỡ chừng này thôi nè, rất là trơn trượt, xong rồi đi qua mấy cái cầu dừa nữa mới tới được đường cái để đạp xe đến trường. Có vẻ như là những Linh Tan với khát khao được đi học ở trên thế giới này còn rất nhiều, và cũng không ít người cũng đã thực sự theo đuổi được cái sự nghiệp học tập, cũng đã thực sự có được những cái cơ hội tốt hơn cho cuộc đời nhờ vào việc học. Và mình cảm thấy rất là tự hào vì ít nhất ở đất nước mình, mọi người vẫn rất là quan tâm đến chuyện học của con cái. Mình thấy tự hào vì ít nhất ở đất nước mình, ở những cái nơi mà còn rất là nhiều khó khăn, ở những cái nơi mà chính quyền vẫn chưa thể đầu tư nhiều cho cơ sở hạ tầng của các trường học, thì vẫn có những tấm lòng gom góp ở khắp mọi nơi đến giúp một tay, chứ không phải bị mặc kệ giống như những gì mà các bạn nhỏ ở làng Belitung đã phải trải qua. Ít nhất thì chúng ta đã luôn nỗ lực để mỗi đứa trẻ đều được đến trường, để được phổ cập tiểu học. Ít nhất thì chúng ta cũng đã sống trong một cộng đồng có nhiều sự sẻ chia và quan tâm đến giáo dục. Bạn có nghĩ vậy không? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần bình luận và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!